Thời tiết mưa gió và em Vũ Duy Auto lại về cho các bác một chiếc xe không có niên hạn, một chiếc xe 7 chỗ đã được tháo hai hàng ghế sau và bây giờ trở thành một chiếc xe van. Nhưng mà con này thì là vẫn là xe 7 chỗ theo đăng kiểm, nên là các bác yên tâm là riêng dòng này thì các bác thoải mái luôn, không có niên hạn nhá. Giá rẻ như xe máy luôn. Các bác đã sở hữu được một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, chạy được 20 năm rồi, vẫn chạy tốt các bác ạ. Máy nổ quài kêu, bốn bánh quay đều và xe thì được cái là thùng đằng sau cực kỳ rộng luôn. Chiều ngang thùng là 1m4, chiều dài từ đây vào đến trong kia của nó là hơn 2m nhá, 2m3, 2m4. Chiều cao 1m4, các bác có thể để được cực kỳ nhiều hàng. Và đặc biệt là em này rất phù hợp với bác nào mà hay buôn bán cái đồ gọi là hàng hóa, đồ kiểu mình tạp hóa dọc đường á. Các bác mua con này đầu tư cực kỳ ok. Với cái tầm tiền chỉ bằng một chiếc xe máy thôi, nhưng mà các bác đã có một chiếc xe tránh mưa tránh nắng. Ví dụ em đang bỏ cái cửa này lên này, thì các bác có một chiếc xe tránh mưa tránh nắng nhá. Ngồi ở đây bán hàng vẫn ok, để đồ để trong kia. Đấy, xe cộ cực kỳ ok. Và con này là một mẫu xe 5 cửa. Vâng, 2 cửa lùa, 3 cửa cánh, 2 cửa lùa đây là các bác này. Cửa lùa rất là rộng rãi nhá. Và đây là em vừa mới để đấy, vừa đến mưa to. Thế là em để đấy là nước nó đọng đọng bên này. Nhưng cái này không vấn đề gì các bác nhá. Vừa để thế là đâm ra là thôi. Đấy, cái này bình thường không vấn đề gì. Còn được cái là con này thì động cơ máy là 1.5 dẫn động cầu sau, thế là rất là khỏe luôn. Một chiếc xe màu sơn trắng và thương hiệu đến từ Nhật Bản rất là nổi tiếng, Daihatsu. Daihatsu City Van, sản xuất năm 2011, máy 1.5, khỏe, lành. Và xe thì vừa mới hết đăng kiểm xong. Bác nào mua thì em sẽ làm cho các bác đăng kiểm. Thì giá nó chỉ hơn một chút thôi, khoảng 1,5 triệu thôi. Còn các bác không đăng kiểm thì đấy, em để luôn cho các bác cái mức giá như vậy nhá. Vâng, đây là một chiếc xe rất là đẹp, rộng rãi, tiện nghi, cao gầm, thoáng máy. Con này so với con Sucoq thì hơn hẳn Sucoq ở cái điểm là cái thứ nhất là xe Sucoq thì nếu mà là xe van thì là xe có niên hạn. Còn đây là một chiếc xe trần rất là cao, thoáng, thoải mái, gầm cũng cao, dàn lốp to, dày. Đấy, dàn lốp rất là khỏe khoắn luôn nhá. Phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là phanh tang trống. Đấy, có có tất cả là 5 cửa như Suzuki Cox. Nhưng mà được cái là riêng cái cửa lùa của xe thì rộng hơn. Và sàn thùng cũng thoải mái hơn, chiều ngang rộng hơn. Các bác có thể chở được nhiều đồ hơn và máy khỏe hơn. Thì đương nhiên là sẽ không bị yếu, bị ì. Và đương nhiên là cái dòng này nó rẻ hơn hẳn Sucoq rồi. Riêng Sucoq với một chiếc xe không có niên hạn các bác sẽ phải mua tầm 7-80 triệu. Nhưng đây, một chiếc xe như thế này nhưng em bán giá chỉ bằng nửa thôi. Vâng, rất là ok. Điều hòa còn mát rượi nhá. Côn nhẹ số ngọt, máy rất là êm, nổ thì thầm luôn. Và gọi là một mẫu xe tránh mưa tránh nắng các bác ạ. Đấy, xe còn ngon như này, chất cứng như này mà không mua thì hơi phí luôn. Rồi, bây giờ thì ta sẽ cùng đi chi tiết vào từng phần của chiếc xe để cùng đánh giá xem là nó có xứng đáng với cái giá tiền bằng một chiếc xe máy rồi các bác nhá. Đầu tiên là máy thì nổ rồi. Thế cái này tí nữa đến video đoạn máy thì ta tính sau. Em này thì được cái form cứng và không có đâm đụng, mỗi tội là quẹt xước hơi nhiều. Đây các bác nhìn ngay từ phần đầu này. Đấy, phần đầu đây. Đấy, vẫn còn những cái phần xước quẹt đây này. Đấy, bên này cũng thế này. Minh chứng của những cái bác chủ vừa cũ, bác ấy gọi là thích thì ta quẹt cái cho nó sướng. Đấy, thế còn đèn của chiếc xe là đèn trong luôn. Đấy, đèn zin trong vắt, không hề có đọng nước, ố vàng. Và cái này là đèn nguyên bản của hãng nhá. Đấy, xe mang biển 37A12480, biển chính tên chính chủ của bên Nghệ An. Cái này thì bây giờ là bán sang tay, còn nếu các bác thích tìm chủ thì đơn giản thôi, không vấn đề gì. Đấy, nói là định danh nhưng nói thật các bác, thời điểm này không cần thiết phải định danh đâu. Cái này là phun nước rửa kính, gạt mưa gạt kính thì hoạt động hoàn toàn ok. Và em này thì hết hạn đăng kiểm từ tháng 6 năm 23. Thế nhưng mà không vấn đề gì đâu, cái này em đăng kiểm mới cho các bác được, bình thường. Đấy, các bác mua thì đăng kiểm mới thì thêm một chút tiền. Còn không đăng kiểm thì cứ để nguyên như vậy thì em giảm giá cho các bác là ok thôi. Đấy, lốp 175, la răng 13, la răng sạch sạch sẽ này. Và cái lốp này là của nó là lốp hơi dày. Đấy, các bác nhìn này, lốp từ 2005 đến bây giờ mà nó còn dày như này, nói chung là lốp thì không có nghĩ ngợi gì rồi. Còn lòng cua lốp này các bác nhìn này, không có mục mọt tí nào nhá. Xe này thì được cái là chất xe thì cứng và sàn thùng thì rộng. Đấy, thoải mái cho các bác để đồ. Và đặc biệt này, cửa lùa, cửa trượt nó ok. Xe thì bên này này. Đấy, bên này là các bác nhìn này, nội thất ghế này, ghế của xe là ghế da màu đỏ nhá, sờ rất là mịn màng luôn. Ghế da còn căng luôn. Và em này thì để lâu lâu rồi đó. Thế nhưng mà đề vẫn cứ lên ầm ầm, chạy ngon ngay. Đấy, đấy, khóa điển đầy đủ nhá. Và còi thì được chế ở bên này. Cái này thì cũ rồi, nhưng mà còi chế, còn đâu là cái bên này này. Toàn bộ điều hòa của xe thì rất là mát, mát lạnh luôn.
mặt táp lô đẹp, mặt táp lô này vẫn còn ok. Cái chỗ này là trước người ta để người ta cài mấy cái đèn hiển thị mấy cái gì đấy, nhưng mà không vấn đề gì. Còn đâu là được cái là kính, là toàn bộ kính của xe là kính quay tay, kính zin nhá, kính này là kính zin nguyên của hãng ấy ạ. Vâng, vẫn còn nguyên, và xe thì keo chỉ thì còn nguyên luôn. Đảm bảo 100% cho bác là không có đâm đụng nhá, không đâm đụng, không ngập nước. Nhưng mà theo năm tháng thời gian thì nó cũ cũ rồi thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Còn em này là một em dẫn động cầu sau. Các bác nhìn cầu, dẫn động cầu sau. Đấy, gầm đây này, nó còn đẹp như này, phun phủ sơn chống mòn hết rồi. Đấy, về là các bác cứ yên tâm. Nhíp cầu của chiếc xe thì cũng đang sử dụng là nhíp 4 lá, có sóc giảm sóc đầy đủ. Và xe thì trước chạy hơi nhiều, nhưng mà nói chung là với cái dòng này nó phải chạy nhiều, chứ nếu mà chạy ít thì người ta đã không tin tưởng rồi. Xe chạy nhiều một chút đấy, nhưng mà chất cứng, sàn thùng còn đẹp và sạch sẽ. Cái này thì các bác về là các bác có thể làm cái lót thùng, lót ở đây, lót sàn đây này đấy, để cho nó rộng rãi và tiện lợi nhá. Mặt thành vách bên trong này các bác nhìn này, mạch thành vóc bên trong này đấy, còn nguyên kể cả phần trần đây, trần xe vẫn còn đẹp và không hề có lỗi lầm gì nhá. Kính là zin toàn bộ đấy, cam kết đảm bảo cho các bác về là các bác yên tâm là việc chạy thôi đấy. Đóng hậu đằng sau đấy, em này thì có quả hậu sau là đã uống rượu bia thì không có lái xe. Và kính hậu này các thứ là kín luôn nhá. Đây có phần hậu này thì bác chủ thực sự phải nói là bác ấy cũng lái xe là cũng chuyên nghiệp, thế nên là cái phần này là nó bị như thế này đây. Các bác thích thì về sơn si tỉa bả mất đôi 300 thì thôi là xong đấy. Còn nguyên cả một cái cản đằng sau này thì mất tầm khoảng 500-600 là ok rồi. Nói chung là đấy, xe cũ thì không tránh khỏi, nhưng mà gọi là một chiếc xe thực chiến, một chiếc xe chiến để mà đi lại kiếm tiền thì những cái này thì không vấn đề gì đấy. Giá rẻ mà các bác. Vâng, một mức giá thì rất là rẻ luôn cho chiếc xe này. Và được cái là em này thì có dàn lốp ok đấy, ngon lành cành đào. Đấy, gầm này đấy, gầm nó còn như thế này đấy, gầm thì đấy. Nói chung là 20 năm thì đương nhiên là không tránh khỏi bảo là xe nó sẽ có những cái chi tiết nó kém theo thời gian, nhưng mà được cái là cái dòng này có độ bền rất là cao, cửa lùa hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này có mỗi cái điểm chừa là cái cánh bên tài này nó bị mất cái khóa rồi, thì cái này thì sẽ chế không vấn đề gì nhá, chế lại cái khóa này thôi. Còn đâu là tất cả kể cả cột keo, keo chỉ là đảm bảo cho bác là xe là không có đâm đụng một mọt gì cả, còn nguyên luôn, kể cả các cái máng dẫn này, máng dẫn dẫn chân này của nó là nguyên và nó không hề có mục mọt tí nào đấy. Xe thì chất cứng sạch sẽ và dành cho những ai mà yêu thích cái dòng xe Suzuki Van để mà đi lại cho nó yên tâm và an toàn. Dòng xe giá rẻ ở thị trường Việt Nam. Vâng, em này thì cái là có cái kính cái cánh này là sẽ phải khắc phục, thì cái này đơn giản thôi, nhưng mà em vừa mới về xong nên là bán giá thì nhanh gọn nhẹ các bác ạ. Vâng. Cái ghế lái thì cũng tương đối là thoải mái, đương nhiên là người ta bảo rồi, máy nổ quay kêu, bốn bánh quay đều. Và xe thì chắc chắn được các bác một điều là đấy, để lâu rồi nhưng mà vẫn chạy ở mầm nhá. Úi giời, em ngồi vào đây và em các bác sẽ cùng đè cái này xem là nó dai đến mức độ nào. Đấy, có bà nó lên ngay con này đấy, các bác thấy chưa, máy lên ngay đấy, máy lên ngay luôn các bác nhá. Còi thì đây nhá, không phải ở giữa đâu, không phải cái chỗ này đâu, chỗ này nó bị mòn rồi, thế này là còi đây. Đấy, quay nhại đàng hoàng luôn, thế mới kinh khủng chứ. Đấy, đầu đài đĩa đóm đầy đủ, cái này thì không dùng nữa rồi. Cái đầu này không dùng, cái này là hỏng rồi này. Còn điều hòa là mát nhá, con này đảm bảo các bác là điều hòa mát lạnh rét buốt luôn. Và chiếc xe này là một chiếc xe mà không có trợ lái, thế nên là lái sẽ nặng một chút, nhưng mà được cái là nó thực. Vâng, lái chân thật. Vâng. Và các bác đi những cái dòng như thế này thì vừa tiết kiệm được tiền, vừa gọi là đầu tư lớn, mà khi các bác bán đi thì cái dòng này không biết lỗ gì. Nói chung là để một cái gọi là một cái chiếc xe mà phù hợp với những người gọi là chưa có điều kiện kinh tế, muốn mua một chiếc xe để chở hàng hóa, muốn mua một chiếc xe để đi gọi là mua bán trao đổi hàng cho mình và mua bán dọc đường, buôn bán rất là ok luôn các bác nhá. Đầu tư ít nhưng mà thịt lại thơm, xe thì ngon và chất cứng đấy, máy êm thì thầm luôn đấy, đang nổ đấy, chạy bình thường. Và xe thì không có lỗi lầm, cam kết đảm bảo các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước nhá. Còn cũ theo thời gian thì ví dụ như cái này đây, đấy là người ta dùng nhiều kém thì người ta sẽ bả tỉa thôi, chứ cái này không vấn đề gì. Đấy, xe ngon giá rẻ thì ở em Vũ Duy Auto, mà mức giá thì rẻ ngang như xe máy các bác nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích thì các bác cứ qua cửa hàng ngó nghiêng xem xe trực tiếp luôn, và trải nghiệm là thử mẫu xe này. Một chiếc xe ngon lành cành đào đến từ thương hiệu Nhật Bản, Daihatsu City Van.
Con này thì được cái là máy rất chắc chắn luôn. Đấy, không hề lỗi lầm nhá. Lái thì rất là sướng. À, không lại bảo em nói điêu. Rồi bây giờ thì sẽ cùng vào lái cái xe, không lại bảo là ấy nhá. Không bảo là xe nó không chạy được chết cả. Đấy. Cửa kia các thứ đóng mở thì hoàn toàn ok. Ui giời. Sao nào gạt mưa gạt kính rồi. À chà 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 chà, sạch phết các bác ạ. Đấy. Nói chung là đầu tư ít nhưng mà lại được cái thịt thơm. Và số má thì ngon ngọt ngào nhá, chứ không có hiện tượng là xe kém đâu. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Xe chạy mầm luôn. Đang lùi, đây là đang lùi. Đấy. Và chạy ok. À, úi giời. Phanh mầm. Còi to. Đấy, lại còn còi nhại luôn các bác. Đấy, giấy tờ thì pháp lý đầy đủ chuẩn chỉ luôn nhá. Công này bảo không có giấy tờ thì chết dở. Nói chung là xe thì buôn bán nên nó phải có đầy đủ giấy tờ thôi. Đấy. Dòng này thì được cái là tay vô lăng nó thật, thật vô lăng luôn, cầm rất là sướng. Đấy. Đấy, chạy mầm luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích chiếc Suzuki quên nhầm Daihatsu City Van này nhá, rộng như thế này thì alo cho em. Đấy, cảm ơn bác nhá. Con này thì được cái là ngon, ngon từ đầu cho đến cuối, mỗi tội là hơi cũ thôi, chứ còn kiếm đâu được con như thế này các bác. Giờ nhiều điều hòa, ô điều hòa vùng sau mát lạnh luôn, mà cái này vẫn còn nhá, vẫn hoạt động bình thường các bác ạ. Này, phải nói là nể luôn. Đó, có hai vùng điều hòa thôi mà. Ok, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.